Xin kính chào các Phật tử, các đồng đạo. Hôm nay thì tại chùa Huyên Huê Viên Tự có buổi thuyết giảng. Thì hôm nay chung một vòng tay cũng đến đây để ghi hình buổi thuyết giảng gửi đến cho tất cả bà con mình, Phật tử xa gần. Còn đây là hoa viên của chùa đây ạ. Chí tại siêu nhiên ngàn kiến thức biết cứu đời dùng đạo phổ thông bằng giáo lý học Phật tu nhân đạo đời kết hợp với căn cơ của chúng sanh trong thời kỳ hạ nguyên và cấp chính vì sứ mạng cao cả thiên liên mà ngài đã đem giáo lý tình thương thực hiện và đã tồn tại trên nửa thế kỷ qua chất liệu từ bi và tình yêu thương của đạo Phật như dòng suối mát lệ ngọt ngào làm cho dạng vật xanh tươi cỏ cây đất trời hải rộng từ bi cái hiện hữu giữa cuộc đời là thành được soi dịu những niềm đau cái thế hàng gắn những cạn vỡ tình người xua tan những quan thần thù hận giải quyết căn bản khổ đau phụ kiếp phục sinh đưa ta đến an vui trọn vẹn nhiều nhân sanh khỏi chốn mê lạc thờ gác ngạn khi tâm lành bước tới vì tinh thần quan trọng đó căn cứ kế hoạch chương trình đạo sự của ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo căn cứ vào bản thân công thuyết giảng của ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương đồng thời là sự chấp thuận của chính quyền địa phương thông qua bản đăng ký kế hoạch chương trình đạo sự của ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã của mình nên như hôm nay ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã của mình cùng ban tổ chức long trọng tuyên bố khai mạc buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo lần thứ 184 tại chùa Huê Viên Tự xã Phú Bình. Đó là lý do chính thức của buổi thuyết giảng hôm nay. Đề nghị qua trong buổi thuyết giảng hôm nay, ban tổ chức chúng tôi rất hân hạnh được tiếp đón vị vị giáo lý viên trung ương. Xin được trân trọng giới thiệu giáo lý viên Đoàn Thị Bảy. Đây là hạnh quan giáo lý viên Nguyễn Trần Phương chưa tới nha quý vị. Trong buổi thuyết giảng hôm nay, ban tổ chức chúng tôi còn được tiếp đón ban trị sự xã bạn. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lý Văn Kép, đại diện ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Đức. Đề nghị quan anh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Đức, đại diện ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Trung. Đề nghị quan anh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Minh Khai, đại diện ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Hòa Lạc và các vị cùng đi. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phan Văn Cảnh, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Bình Phú và các vị cùng đi. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Sơn, đại diện ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Châu. Đề nghị quan anh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Niếu, đại diện ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Châu Phú B. Đề nghị quan anh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Văn Hiền, đại diện ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Long và các vị đây. Xin được trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Văn Khê, đại diện ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Vĩnh Thạnh Trung. Đề nghị quan anh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Hà, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú An và các vị cùng đi. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Bình, đại diện ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Bình Mỹ. Đề nghị quan anh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Lạc, đại diện ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Ô Long Vĩ. Đề nghị quan anh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Văn An, đại diện ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Hiệp Sương. Đề nghị quan anh. Xin được trân trọng
ông Nguyễn Văn Thương, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Ánh Hòa, xin được trân trọng giới thiệu ông Bình Văn Nhờ, đại diện ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Xuân, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Thạnh, đại diện ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Bình Thạnh Đông. Đây là Quang Linh. Về phía địa phương, chúng tôi trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Hiệp, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, kiêm trưởng ban quản tự chùa Quê Nhân Lợi. Đề nghị Quang Linh. Trong buổi thuyết giảng hôm nay còn có các vị là trị sự viên trong ban trị sự, quý vị là thành viên trong ban quản tự, quý vị quan khách, quý vị mạnh thường quân công đạo, tổ từ thiện nhân đạo cùng quý đồng đạo, trên dưới khoảng 100 vị về đây tham dự. Đề nghị quý vị đi Quang Linh. Tiếp theo là thực phẩm quy của tôn giáo, mời quý vị đồng đứng lên. Một phút trang nghiêm kính lễ Đức Phật, kính lễ Đức Thầy, kính thưa xong, mời quý vị đồng an tọa. Còn không phàm trần, ấy vì thương tâm họ dạng dân nên chẳng kể tấm thân lao khổ, hay là Phật Dương Đà chỉ rõ mấy vị quyền chuyện lập hội hôm qua chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứ nguyện xứ ngôi người hữu các thị can để giáo truyền đại đạo để ngôi không thứ nghe và làm cho giảng bất thi ra. Đó là đại lý của bài sứ mạng của Đức Thầy do chính tay Ngài viết. Hằng ngày chúng tôi căn bệnh chúng mờ đồng đạo trương văn ly thành kính đọc lại bài sứ mạng xin cảm ơn. Chị điều gì nỗi cảnh quốc phá gia dung
cớ đã đừng lòng thương trong ngõ chúng cảnh đồ lao chi chết sốt thương chúng ta gia khổ nghĩ lúc còn làm người trong biển tục lẫn lộn trong mây đồ và chẳng quan thân giúp thay khu dân giống thân về quốc huống chi nay cơ hầu cà khâu to sớm chiều hầu chớ Phật nghe kinh ngao du tứ hải đạo khắp tiên văn cảnh an nhàn của người liễu đo muôn ngày vô sự đóng sạch toàn tâm sao chẳng ngồi nở môi vị hưởng quả bồ đề trường thông mà còn đem rồi xuống chốn hồng trần đặng chịu cảnh chê khen vì lòng từ ái chứa trang thương bất tinh tâm tay hòa Phật dương đà chỉ rõ mái diệu quyền trên lập hội lâm qua chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho sinh diện sinh tôi người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo đến nỗi không thứ gây cuộc hòa bình cho giảng quốc chân ban thiên tàu đã xét định các chúng sanh trong thế giới trong cái buổi hạ quân này đại mê giặc dục chìm đắm trong biển lợi nhân gây nên nghiệp quả được trời đà chỉ tôi chắc kẻ thiện căn thì ít người tội ác quá nhiều chư Phật mới dụ lòng từ bi cùng các gì chớ tin long phàm độ thế trước cho con cu khổ sau thì nói cơ quyền thiên kẻ thế hướng thiện ngoài đầu cái tà quý chân thì mở mong thiên đình ân xa bất tội công để kiếp đấm long qua chầu Phật trước biết do lực trời thương qua cùng phụ duyên nghe Phật pháp nhiệm màu kiến nhiệm bậc chân sư tu hành mau đất hòa sao làm dân Phật quốc thượng sự thái bình bởi đời này Phật môn bế mạc thánh đạo chân du người tâm trí tối đen đời lắm ba chưa thấy rồi ta là một trong các vị phu đời ấy ai điều đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trở tới nhân dân vì thế lòng từ bi bất ái cùng thù đắp những linh hồn đã trở trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành đến ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão ta có hiểu ra đời cứu độ chúng sanh tuy là nhận chất mới rõ mà tưởng rằng ta tưởng sắc cởi đồng chớ có về đâu chuyển kiếp đã từ lâu chờ đến ngày ra trở tay nên phương pháp của ta tùy tình độ cơ cảm của tính nữ thiện nam trở thì do Phật báo cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn gây có thiện duyên cùng thầy tổ dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh để cho kẻ ít tâm lầm nhờ được mạnh và cảm lòng từ bi của chư vị giới trong quan thảm thấy lời dân lòng ta thống thi mà đời làm mẹ tử hồ như nhớ như quân nên kẻ xa xôi từ chấm chẳng tới người làm gì tin cậy nhạc tay đến từng tháng tâm ta cùng đức thầy mới đã hiểu cùng chia mở cục mật tiết lộ tới thiên cơ truyền cho kẻ sắc gần hiểu rõ hầu ánh nắng cải có làm thành còn kẻ chẳng tỉnh tâm
cháu đời tôi cũng dần chắc Phật tiên không chỉ bầu dần biết đời ta xa không gì đẹp nước nghiêng hình dần cái chiếu yêu thương sẽ đón điều liền chất nhưng mà ta nghĩ nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh vì đau đau quan sát thân kiếp chốt này đây lại tiếp chi thấp phạm tục sông vì tình có nhiều tướng thông cùng ủng hộ chờ che cho sắc phạm tục nổi cực hình bạc tiêu ngày 18 tháng 5 năm 1942 Nam Mô A Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn đồng đạo Trương Văn Minh. Chi cho bạn ta sớm lo toan, dình giữ được nghe kinh trọng thành. Đến lâm chung quả lành đâu mặt, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Hay là người tu thiền định hoặc bất cứ pháp môn nào mà không giữ giới luật thì cứ vào tà mị của tà ma ngoại đạo. Như thế đủ biết giữ giới luật quan trọng biết chừng nào. Người giữ giới thiên long ủng hộ, ngoại ma khuyết phục. Đó là đại ý trong bài lời khuyên bổn đạo tức tám điều căn cấm. Phần này chúng tôi trân trọng kính mời đồng đạo Trần Minh Thảo thành kính đọc lại tám điều căn cấm. Xin kính mời. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc ác viện, chơi bời theo đàn biến, phải giữ cho tròn, lưng lý tam can, ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn, và lo tu hiền nhân chất, chẳng nên gây khổ lẫn nhau, cái tha thứ tội lỗi cho nhau. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài kinh dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và xung phụng kẻ giàu sang phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu nhờ Phật thần thánh mà xa hay hoặc quyền của vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt châu chó bò và không nên sát sanh hại vật mà cũng thành thánh nào vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội còn những hạng ăn đồ uống kiến mà là bất tịnh là tà thần nếu ta uống kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt cháy tiền vàng bạc giấy quần áo mà đốt tiền vô lý vì gọi diêm dương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đối với tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức ta phải
phải xin xét cho minh lý rồi sẽ phá đó những ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào trong đường đạo đức. Nếu ai tự tặng chọn lành chọn sáng, về nơi cõi tây phương ngang đường mà học đạo thì hoàn toàn chẳng trở lại cứu giới chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc gặp những thường coi kệ dạng mà giữ gìn không quá nước nhà, giữ những tục lệ cơ chánh, bỏ tất cả những sự chỉ do mê tín thái quá mà làm cái đạo đức suy đồi. Đạo xét người cho toàn, xét thân tâm. Nếu người có phận vui lòng thế, ta thứ được người thứ ta. Nam mô A Di Đà. Chân thành cảm ơn đồng đạo Trần Minh Thảo. Nhất năm gia tịnh triều Minh, nàng Kiều vì hiểu bác mình chủ cha, tuy là lưu lạc cô ba, đến khi mạng hạn bạn xưa cũng nhìn. Đó là đại ý trong sám giảng tức quyển thứ ba. Phần này chúng tôi trân trọng kính mời đồng đạo Trần Thị Ánh Tuyết và Quỳnh Thị Giới thành kính đọc lại một đoạn sám giảng quyển ba, xin kính mời.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.